chiều nào tiễn nhau đi khi bóng ngả về tàn, hoàn hôn đến đâu đây màu tím dần trong hồn ta. Muốn không gian ngừng tan nếu đổi chân thời gian, ngừng trôi cho giây phút chia ly này kéo dài. Trước khi phân kỳ ước sao cho tàu đừng đều yêu lòng tàu cũng quặn đau đến nghẹn ngào hơi mai. Thời gian ơi xin dừng lại nơi đây cho buổi tiễn đưa này thêm vài giây phút nữa. Chiều nay thưa thớt bóng người đèn tiễn đưa ai mà lấp lòe mắt đỏ, còi thét vang vang mà như ngừng tiếng thở, tiếng thét nào lòng giây phút ta từ nhau. Dạ thưa cô, cô có phải là cô Loan không? Là cô đây. Con là... Dạ, có người nhờ con trao cho cô bức thư này. Nhớ hay chăng người ơi, chúng xa xôi chàng trai, còn đêm yêu thương rắc lên muôn vàng quang hồng. Nếu mai đây về cùng trên chuyến tình chỉ chung đôi mà dời dời muôn trùng. Mưa thu rơi rơi ướt đầm vai mềm,
còn chỉ một lần thôi, rồi mai này đôi ngả đôi nơi. Em có nhớ có thương cũng đừng buồn đừng khóc, không có anh ai lao dòng nước đi mắt. Bao nỗi xót xa xin chúc cạn phút giây này. Một mình em vui thùi nhìn con tàu lao mình vội vã, mang theo mấy chuyến to đầy nắng khổ đau. Khôi xuống đầy xóa hình anh thân yêu, ngược bước tìm anh trong màn mưa vắng lạnh. Tàu khuất xa rồi mà em còn lặng cả hoàng hôn lâm tất đã lâu rồi. Trước khi cha con mất, cha con đã trao lại cho con những kỷ vật này, bảo tìm về sân ga cũ để trao lại cho cô. Tâm tư cô đơn trách con tàu nỡ sao đành, đem yêu thương đi đến nơi nào cách đôi tình. Đường bao nhịp nối, tình trăm nghìn mối vương theo một bóng người. Ôi chuyến tàu mà tôi đem đời ngài mong đã về lại đây trong hoàng hôn đầy kỷ sân ga chung thủy đợi chờ, nhớ tình năm cũ không bao giờ phôi phai. Quá nhiều cảm xúc thưa quý vị, ngồi coi mà lặng người luôn. Với tiết mục Chuyến tàu hoàng hôn, hai thí sinh Cẩm Loan và Trọng Nhân, không biết rằng các vị giám khảo có những lời nhận xét như thế nào ạ? Cái dòng trước thì để chỉ giới thiệu thôi, nghe qua thì thoang thoáng người ta chỉ biết là giống chị Cẩm Tiên thôi. Nhưng mà khi vào trong cái bài Tân Cổ Giao Duyên này rồi thì em lại càng giống nhiều hơn nữa. Đó mới chính là một cái sự bí ẩn của chương trình Nghệ sĩ Thần Tượng. Và dòng sau nữa sẽ mang đến cho khán giả những gì đây, những gì đây. Chị rất là cảm ơn em và trân trọng em rất là nhiều, Cẩm Loan. Dạ em cảm ơn chị. Còn Trọng Nhân thì đậm chất nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Ca càng lúc càng giống anh Năm, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, quá giống luôn. Rất là ngọt ngào, nhất là cái câu 2 ha. Rồi với lại cái câu 5 mà con xuống xề đó, trời ơi nó quá đã mà quá giống, giống 100% luôn á. Giống từng cái chữ rồi cái cô nhìn cái gương mặt của con, cái miệng con ca đó ngước cổ lên đó, giống dễ sợ luôn đó, làm cho cô rất là cảm động luôn. Nghe Nhân nhắc tới chữ có đó, chị có là nhớ anh Năm, hình như đó anh Năm gì đó. Dạ Nhân ơi, con hát lại đúng cái câu mà có cái chữ có được không chữ con? Chữ có đó đó con. Dời dời muôn trùng. Đó này giống nha, một cái giống nha. Rồi tiếp con, nữa tiếp nữa. Mưa thu rơi rơi ướt đầm vai mềm, người yêu ơi khóc đi lần sau cuối, để anh dỗ dành chỉ một lần thôi. Nữa tiếp con, tiếp nữa, còn nữa. Rồi mai này mỗi ngã mỗi nơi, em có nhớ có thương cũng đừng buồn đừng khóc, không có anh đó. Bao nỗi xót xa xin chúc cạn phút giây này. Quá giống luôn, vỗ tay quý vị ơi. Dạ hay quá.
cho chú Nghĩa hỏi thăm con cái là khi mà con hát là mình cố tình để mình hát giống với thần tượng của mình là chú Vũ Linh, thì cái chữ có mà nãy giờ giám khảo khen quá trời khen, là con có bắt được cái điểm đặc biệt đó từ chú Vũ Linh không, hay là bởi vì cái nốt có nó cao quá mình phải ngước cái mặt mình lên? Dạ cái đó con cũng nghe ông Năm để con học theo. À con gọi là ông Năm hả? Dạ. Con có cơ hội gặp ông Năm bên ngoài không? Dạ cũng gặp được vài lần. Vài lần. À rồi con có hỏi ông Năm về cái cách hát của ông Năm như thế nào không? Con run quá con không có dám hỏi. Không có dám hỏi. Dạ. Nhưng mà Đại Nghĩa ơi, trong câu vọng cổ đó ba chữ có, ba dạ. chữ có mà ca ba chữ có khác nhau. Ba khuôn đều có mà con xử lý rất là khéo léo. Dạ cảm ơn giám khảo Thoại Mỹ. Xin mời nghệ sĩ Kim Tư Long ạ. Cô Mỹ với cô Hằng nói con ca 100% chỗ giống như 100% thì chú chưa đồng ý. Vì vậy dạ. cho nên là con phải cần chị học đây, hỏi hơn. Ở đây chị Mỹ chị nhận xét rằng là trọng nhân có những cái luyến lấy rất là giống anh Vũ Linh thôi, chứ đâu giống, phải không là, thể là nào là bên cạnh không đó, thể nào là mình nó không phải nào là mình phải nghĩ đó là trọng nhân không có bỏ quên cái của trọng nhân mà biết, nhưng mà mình không thể nào mình nói người ta giống 100%. Em đâu có nói 100% đâu, cái này là 100%. Dạ, dạ, không phải, dạ, rồi view lại, rồi view lại. Quá giống, giống 100% luôn á. 100% luôn á. Đúng rồi, cái chữ có nãy là giống 100%. Chưa bao và giờ. Cái, mà bây giờ nè, cái dáng dấp con đang đứng trên sân khấu nè cũng giống nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nữa. Con xin nhận. Phải không quý vị? Đó, thấy dạ, chưa? Dạ, dạ. Thấy chưa? Dạ, xin gia đình mình bớt xào xáo, gia đình mình bình tĩnh. Gia đình, trời ơi, con hạnh phúc quá. Con có hai bà dì bên giờ con bất chấp. Chưa kể hai bà dì rủ thêm mấy bà hàng xóm bên đây nữa. Hai bà dì nó không lại ông chú kia. Cái bà dì kêu gọi thêm phe cánh của trọng mình. Trọng nhân, chú dạ. muốn hỏi con một câu thôi. Một câu và con phải trả lời thật tâm của con. Nha. Con có cảm thấy rằng con cài giống Vũ Linh 100% chưa? Dạ, dạ chưa. Vậy là được rồi. Dạ. Chứ bây giờ anh hỏi vậy làm sao cháu nó dám nói. Bây giờ cô Mỹ nói nghe nè, con đừng có buồn. Những cái đó là những cái hành trang. Dạ không có. Những cái hành trang rất là quý báu cho các con để tiếp tục đi theo nghề nha con nha. Cẩm Loan, em ca những dấu sắc rất là tốt. Dạ, hãy giữ cái đó. Cái quan trọng hơn nữa là nhịp nhàng của em chưa có được tốt lắm nha. Phải cái người ca hay chưa phải là giọng tốt mà phải có nhịp. Nhịp phải quăng bắt và làm sao ca người ta nghe nó có hồn trong đó. Mà muốn có hồn là nhịp phải cứng, phải tốt thì mới có hồn ở trong bài đó. Anh thì nghĩ rằng nếu mà nghệ sĩ thần tượng thì đối với Cẩm Tiên là em đã giống được khoảng 80% rồi đó ha. Mà mới từ cái vòng trước qua vòng 2 là mình đã thấy chị Loan sáng hơn chút rồi. Công nhận không ạ? Vậy thì đến với vòng 3, chúng ta có quyền hy vọng chị Cẩm Loan, Trọng Nhân cũng như là các thí sinh còn lại của chúng ta sẽ càng tỏa sáng hơn nữa trong phần thi của mình. Một lần nữa cảm ơn hai thí sinh Cẩm Loan và Trọng Nhân cũng như là cảm ơn các vị trong ban giám khảo. Và thưa quý vị, tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần thi của hai thí sinh Thái Điền và Hoàng Phước. Hai bạn sẽ thể hiện lại một trích đoạn trong vở cải lương nổi tiếng một thời, Tìm Lại Cuộc Đời. Mời tất cả quý vị chúng ta cùng theo dõi. Hỡi phu tương, cất tường thành phu tương không thể nào thấy được, nhưng tâm linh chàng ác sẽ cảm thông. Nay thiếp dòng bàn thờ trước ngưỡng cửa niên lâu thành, hương khói nhạc xin chàng chân gian. Nhớ năm xưa chúng ta hiệp cần đơn lại nhau ba lại để dạy cuộc trăm năm. Thời gian qua thiếp chưa từng lối đau dở hiền,
lành lành an mây sâu. Thiếp xin được quấn dành khăn tang trắng lên đầu, lại thứ nhất thiếp xin tạ tội vì không đủ tài cứu nổi phu quân. Lại thứ hai thiếp mong được thứ tha vì đau lòng tới sống người bạn trăm năm chẳng vui. Ôi trời liên lâu chưa tan hồi trống trần, mà đất mê linh làm trắng khăn tâm sự thì ba lại tả tờ của phu nhân cũng tròn tình giang nghĩa. Đứng trên vàng quá ta quyên làm mồ cho lửa đỏ để bao người chiến sĩ hiên ngang không chậm bước quay hùng. Lần gặp nhau đây là lần gặp gỡ sau cùng, ta cảm ơn tất cả đã tạm đình bên để bảo toàn mạng sống cho ta, giàu chỉ trong giây phút ngắn ngủi nhưng nàng ra lệnh nghĩa bên anh dũng nổi trong đồng đi, nổi trong tâm công đi, hãy tấn công trong tiếng cười ngao nghệ để đưa tiếng hồn ta đi theo tiếng trống quay hùng. Kìa phụ nhân, tại sao nhân con gió dữ? À hay là phụ nhân đã quên hết những lời trong đêm giả biệt? Gương bao khắc sâu lời nguyện ước, quên mình rửa sạch mối thù chung. Hay lắm, quên mình để rửa sạch mối thù chung. Phu nhân ơi, đó là lời mà vợ chồng ta thường nói. Vậy thì phu nhân, còn chần chờ gì nữa chứ? Chần chờ chi mà không nêu tấm gương sáng đó để ngàn sao hậu thế soi cùng. Sống thác là chuyện đi về, còn hợp tan là trò dấu tiên. Nhưng tất cả đều không đáng cãi, mà chuyện đáng lo là sự trường tồn của dòng dõi hùng vương. Dạ thưa quý vị, vừa rồi là một cái đoạn trích rất là nổi tiếng trong vở Tiếng Trống Mê Linh với phần thể hiện của anh Văn Mạnh và Quỳnh Trân. Xin mời ý kiến từ các vị trong ban giám khảo. Xin mời chị Thanh Hằng ạ. Tại vì sao mà mọi người lắng tai nghe cái trích đoạn Tiếng Trống Mê Linh này mà chưa có thỏa mãn gì mấy, là tại vì bẩm sinh cái chất giọng của Quỳnh Trân á chưa có cái giấc giọng để gọi là giống cô ba Thanh Nga. Nhưng mà mang máng trong đó, tại vì cái câu giọng cổ này là coi như là kinh điển, mà khi ca lên là người ta nhớ tới cô ba Thanh Nga thôi. Chị nghĩ rằng là Quỳnh Trân á, là làm sao mà tập
cho cái giọng của mình nó nhẹ nhàng. Dạ, chị còn nhớ những hình ảnh mà cô Ba Thanh Nga để diễn cái vai diễn này cũng như là cái giọng ca của cô ra sao không ạ? Giọng ca của cô thì không có sắc bén mà cũng không có trầm ở dưới nữa. Cái ca và cái ngâm cái của cô trong đó nó có ca mà trong nói trong ca. Hai cái câu mà hồi nãy Quỳnh Trân ca đó, gươm bao khắc sâu lời nguyện ước quên mình rửa sạch mối thù chung. Mình nghe của ca đứt từng đoạn ruột cho nên là khó lắm để mà được cái chất giọng giống cô Ba Thanh Nga. Còn Văn Mạnh thì khi em ca thì có những cái e cũng giống chú Thanh Sang lắm, nhưng mà đặc trưng để gọi là cái âm để giống chú Thanh Sang thì nó cũng bị hạn chế. Cái cách ca của Mạnh á thì có giống chú Thanh Sang, nhưng mà tại vì cái âm của em có riêng của em chưa được giống chú Thanh Sang ở cái âm. Mà chị Mỹ khen Mạnh có cái là ca tự tin nha, sắp nhịp đồ rất là tốt, ca rất là bản lĩnh luôn. Tới cái vòng này đó Trân có tiến bộ, giống như là em kêu hỡi phu tướng là cái chữ tướng nó cũng gần giống cô Ba rồi. Thì có những cái chị Mỹ phát hiện được là cái rung của em cũng dần dần em lấy được một chút xíu của cô Ba. Hai bạn sẽ cố gắng nghe kỹ, nghe nhiều một chút. Nếu mà vào vòng trong á, thì các bạn được tỏa sáng và sẽ được nhiều cái của chú Thanh Sang và của cô Thanh Nga nha. Dạ, cảm ơn giám khảo Thầy Mỹ. Xin mời ý kiến từ giám khảo Kim Tử Long. Trân ơi, đối với anh á, là em đã ca quá tuyệt vời rồi. Và em đã bắt chước cô Thanh Nga được 80% để có thể tải được cái trích đoạn Tiếng Trống Mê Linh này trong vai Trân Trắc. Tại vì cho đến lúc này chưa có một người nghệ sĩ nào có thể hát giống như Thanh Nga trong trích đoạn này. Vì vậy cho nên là em làm như vậy là em quá tuyệt vời rồi. Mà em lại là một người không có chuyên nghiệp nữa. Em chỉ là một cô bé từ nhỏ được nghe cô Thanh Nga hát và em bắt chước. Còn ngày hôm nay đối với em như vậy là quá xuất sắc rồi. Còn Mạnh, anh Mạnh thì ca rồi, tôi nghe là cũng có cái hơi hớm giống như anh Thanh Sang vậy đó. Anh nhớ là anh Thanh Sang dù cho anh có giống cỡ nào mà anh quên đi một cái điều là anh Thanh Sang ảnh ca như khóc vậy đó. Bởi vì người ta mới nói là anh Thanh Sang ảnh có một cái mệnh danh là đôi mắt sầu. Mà anh cất cái giọng lên là nghe khóc, nghe như tưởng như anh đang khóc vậy đó. Mắt anh khóc trước. Đó, thì chính như vậy cho nên mình phải bắt được cái đó. Nếu như là Trân và Mạnh mà bước vào vòng trong bắt được cái nhịp đó mà mình thể hiện nhân vật, những cái bài hát của thần tượng mình là Thanh Sang và Thanh Nga chuẩn hơn. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo. Cho em có một đề nghị nha anh Long. Vừa rồi là một cái trích đoạn rất là nổi tiếng, cái đoạn kinh điển trong cái vở kinh điển luôn của cái vở Tiếng Trống Mê Linh. Nhưng mà trong vở này còn đoạn nữa, đó là cái đoạn mà Thi Sách với là Trân Trắc mà chia tay nhau. Mê Linh Điệp Khúc. Dạ, khoác áo bào. Ca bài Hận Tha La đó. Bây giờ hai bạn không thể hiện điều đó, thì bây giờ em có thể nhờ các anh chị trong ban giám khảo mình hát tặng cho mọi người nghe cái đoạn đó được không ạ? À? Đúng rồi, chị Hằng có hát chơi Trân Trắc rồi nè. Dạ, anh Long cũng đóng vai Thi Sách rồi. Rồi cá đi, cá đi. Mọi người cùng ca luôn nha quý vị ơi. Mà dài nhưng có nhau kề vai trong chinh chiến, dẫu muôn đắng cay chi sợ. Ô trời Nam ô tôi, quân thù gieo bao ta. Ta vô điên đâu đành à lòng, đem máu xương cùng muôn dân son sắt. Nhớ nhau chớ quên câu thề. Đêm nay có xa nhau, cho ngày mai ta lại gần. Ôi năm sao trên bầu trời như sáng soi đường ta. Kìa hồn thiêng sông núi, nghe từ xa dòng mà về.
Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Mặc dù không có cái sự chuẩn bị từ trước, nhưng mà các anh chị vẫn có thể gợi lại cho chúng ta biết và nhớ về một cái vở cải lương kinh điển của cải lương Việt Nam chúng ta với những trích đoạn nổi tiếng. Và ngày hôm nay với hai thí sinh Văn Mạnh và Quỳnh Trân cũng đã mang đến cho chúng ta những ký ức thật đẹp về hai người nghệ sĩ tài hoa. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Và một tràng vỗ tay nữa dành cho anh Văn Mạnh và Quỳnh Trân. Trời đất ơi, mày ăn gì mà mày ăn liền vậy? Mới thấy mày ăn rồi bây giờ mày ăn nữa? Trời, ăn mới có sức làm chứ không bảo. Thật ơi. Nhưng mà cái này là cơm nguội, cũng cho con vét rồi con ăn thôi, chứ con đâu có ăn cái phần mới đâu. Mà con bầu nói hoài. Mày có biết là tao đang lo, tao nhức đầu lắm không? Có gì đâu lo, cái gì nhức đầu? Không lo là sao được? Đoàn hát có anh cấp chánh nè, bỏ rồi trốn đi rồi tối nay ai hát đây? Trời, thì bây giờ anh kép chánh, anh chánh rồi thì có anh kép mới chứ. Ai kép mới nào thế? Con nè. Trời ơi, mày mà làm kép chánh chắc tao dẹp luôn cái đoàn hát quá. Làm gì dẹp? Ca có bài ngủ điểm bài tạ, ca không được là đòi đàn kép chánh. Nãy giờ cũng giỡn thôi. Giỡn không chứ vui. Thật ra ổng đi là con biết mà, cho nên hồi nãy con đi ngang đám cưới con thấy có cái anh kia đẻ ra một cái nhìn cái mặt là biết làm kép gì. Trời ơi, con mắt, hai con mắt ha, nó sâu húp giống như là cắt vậy đó. À. Cái mũi cao như sữa. À. Cầm răng cười một cái đều như bắp vậy đó. Kép chánh là tướng tá mặt mũi phải vậy đó. Chưa hết đâu, quan trọng là ca xuất sắc luôn. Ca được không? Ca hay dữ lắm. Hay hả? Hay. Mà cái người đó là người nào mày sao mày không mời con vậy? Con có hẹn tới đây luôn rồi. Mời ta vô coi. Để coi coi. Trời đất ơi. Ông Bảo, Bảo. Bảo nhìn kìa. Gì nhìn ra ngoài bãi đi. Thấy cái ông đang cà lem không? Trời đất ơi. Anh ơi, qua cái cà lem vô đây nó nghe nè. Chào cậu, chào cậu. Dạ, chào ông Bảo. À, cậu đây là... Cậu Bình. Tính dạ, ta thường gọi em là Bình Lãng Tử. Bình Lãng Tử? Dạ. Trời nghe hay lắm á. À, nè, mà cậu đi hát mà cậu học cái, trong cái lò nào vậy? Dạ, em học cái lò đám hỏi, đám cưới, đầy tháng, thôi nôi nè, sinh nhật, đủ thứ hết trơn bầu. Là hát mấy cái đám tiệc đồ thôi vậy đó hả? Dạ. Chứ chưa biết hát sân khấu. Dạ, hát mấy cái lò là được rồi. Làm gì lò này lò kia vậy? Ờ, chuyện gì vậy? Em có hay gì chưa? Hay gì? Kép chánh trốn đi rồi. Trời đất ơi. Trời ơi. Chết rồi. Chết rồi. Trời đất ơi. Rồi. Có người kép chánh mà giờ trốn đi rồi. Tối nay tôi hát với ai? Thì bởi vậy đây nè. Đang mời người ta đây nè. Đang nói chuyện với người ta đây nè. Thấy không? Gì? Người ta coi cũng được đó. Quên giới thiệu. À, đây là đạo chính của gánh hát tôi. Yeah. Tên là... Yeah. Mỹ Hương. Yeah. Còn yeah. Đây là cậu Bình. Bình yeah. Lãng Tử á. Em chào chị Mỹ Hương. Thôi tôi về. Đi về anh, đừng đi về. Không có gì sao, đâu. Sao tôi chào chỉ mà cái mặt chỉ hầm hầm. Tôi đang vui đó chứ. Chị không vui. Sao. Không sao anh. Bình thường là chỉ vui là cái mặt chỉ hầm, còn chỉ hầm là cái mặt chỉ vui. Yeah. Mày nói chuyện là xẻ. Vô đâu. Thôi bây giờ vậy nghe. Dạ, bây giờ dạ. Cậu coi có cái dạ, câu giọng dạ. Cổ nào đó mà cậu ưng ý nhất. Cậu hát thử một câu cho anh em nghe cái coi. Dạ ca hả? Chứ ca phải thử ca chứ. Dạ, ca một câu không bầu? Ca một câu tôi nghe dạ. cái hơi của dạ, cậu. Dạ ca một câu giọng cổ. Ừ. Mà ở đây có đờn không? Có chứ. Đờn đầy đủ. Dạ. Dì Kim ơi. Dạo lên cái cho cậu này ca câu giọng cổ nghe cho coi. Ở đây có nhạc nữa hả ông bầu? Có. Không, anh em chuẩn bị để mà tập tuồng á mà. Dạ. Rồi quất dạ. Câu cho ngon lành nghe. Như cái dây này sống sống anh ơi, chưa chín anh ơi. Về sống. Dạ cơm sống. Đập mày điều gì? Về sống. Đâu? Sống chín đâu đây? Dạ cái hơi của em nó cao lắm chị. Cao. À, cao phải không? Dạ. Vậy là cái dây xề phải không? Dạ dạ hơi em cao anh lắm. Anh Kim ơi. Anh đờ cái xề đẩy luôn đi. Xề đẩy. Dạ. Rồi quất cậu, quất liền coi cho mong chớn coi. Dạ được rồi. Dạ được rồi. Vô. Chiếc non bài thơ sinh ra từ bao giờ mà thùy mì đoạn trang như tình tình cô gái Huế. Che nặng mà che mưa những nam thanh nữ tù lao động ngày đêm trên đồng ruộng công.
hai trường. Dạ thôi tôi về ông bà. Anh hai. Dạ. Dạ dạ em thứ ba. Trời anh hai nào? Anh hai Minh Dương. Hay. Hay. Trời ơi hay quá. Vô lại, vô lại cậu, vô lại. Dạ. Ơi, dạ. Vô lại, vô tiếp đi. Ca lại hả ông bà? Ca lại lại đi đang dạ, hay dạ. Lắm. Hay quá. Đồng ruộng công lẹt nhìn ai rồi nhìn che đứa mặt mỗi khi lòng mình trọn nhớ thầm thương hỏi khi lòng bận hoang thì nọ ốp kịch bấn khi lòng lẫn lăng thì nọ nghiêng nửa mờ khi đọc tình thơ thì non soi đèn trời khi lòng đã tin rồi thì nó cười hớn hở. Trời ơi, được, 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 được. Em được. Thấy sao, thấy được. Sao? Nhưng mà chưa, để em hỏi. Dạ, dạ. Được nè, không chị? Cái giọng thì chị thấy được đó. Dạ. Nhưng mà biết diễn không? Dạ, em biết ca chứ em không biết diễn chị. Bầu, một cô đào sáng giá Mỹ Hường như vậy mà diễn với một anh kép là không có biết diễn là sao? Vậy thì tôi diễn với ai? Thì từ từ, mới người ta chưa biết diễn, từ từ mình chỉ người ta biết diễn chứ có gì đâu em. Không có được, tôi nói là không có được, không có biết diễn thì làm sao mà diễn với tôi được. Trời ơi, tôi là một cô đào, trời đào chánh của cái đời này. Thôi để tôi về ông bà ơi. Không sao đâu, không sao đâu. Rồi bây giờ tôi hỏi cậu nghe. Hồi đó tới bây giờ cậu có thường coi cải lương ở trên TV không? Dạ có, em thuộc cái chích đoạn mà cái đoạn cuối mà của Đêm Lạnh Chùa Quan á. Đêm Lạnh cái đoạn mà Bảo Xuyên chết á, rồi Tần Lĩnh Sơn hát hai người đó chỗ chính dạ, đó đó phải dạ, không? Dạ dạ em thuộc không? Dạ em thuộc cái chỗ đó. Thì hát dạ, đi. Dạ nhưng mà có cảnh trí rồi kéo có màn sân khấu rồi bảo. À là bây giờ là chưa chuyên nghiệp cho nên phải đứng ở trên sân khấu mới hát được đúng không? Dạ. Được rồi. Yên tâm đây dẫn đi. Dạ. Đi lên sân khấu đi. Đi lên sân khấu. Đi lên sân khấu hả? Chị ơi tạo điều kiện cho ta đi chị. Bà con ơi, kép mới gánh tôi nè. Kép mới nè. Hát cái đầu cũng xì à. Bà con ơi, kép mới nè bà con ơi. Rồi. Trời ơi, sân khấu. Đã không? Đó, thấy chưa? Thấy sân khấu không? Sân khấu quá trời đẹp luôn rồi. À mà ai đóng Bảo Xuyên không bầu? Đây nè. Ông Bồng đi kia ghê. Gì vậy? Kia tao đóng Bảo Xuyên. Trời ơi, trời, coi bả kìa trời. Tao nói Bảo Xuyên là đây chứ tao có nói mày đâu, tự nhiên mày đứng trên. Em. Gì? Giúp giùm đi. Em hát cho cậu Bình cậu hát đi. Giỡn hả? Đi mà giúp trời, đi, tạo điều kiện đi. Thôi thì gì đòn đó. Hay quá. Anh Kim ơi, cho miếng dây anh Kim ơi. Quốc cho con lành cái vụ này coi nghe. Sơn ca, Sơn ca ơi, em lầm đây. Khoan đi chị. Đang hay mà. Chị ơi, chị nói chị nằm đây mà chị đứng vậy sao em hát được? Trời ơi. Ông Bảo. Nằm là sao? Di đòn. Nằm đi. Thôi thì di đòn đó. Chị nằm em ôm em mới ca được. Trời. Ông Bảo. Hả? Di đòn. Di đòn. Cho ôm đi. Thôi thì di đòn đó. Ừ. Rồi. Dạ. Tôi nằm nè. Ôm đi cậu. Dạ. Mà em thấy thiếu cái gì chị ơi? Thiếu gì nữa? Cái gì mà em thấy hình như cái gì mà như cái đèn pin nó gọi vô mặt em hát được chị? Trời đất ơi. Trời ơi follow ơi. Cho miếng ánh sáng đi follow. Đó. Cái vừa là ông. Dạ, dạ được rồi đó. Rồi dạ, đó. Dạ, dạ em rồi. Thấy dạ, thấy rõ rồi đó, đó thấy rõ rồi đó. Dạ. Rồi dạ. Hát nè. Dạ. Vô nghe. Dạ, dạ hát đi chị. Sơn ca. Sơn ca. Chờ nghe lời
gì ủa ai vậy? Ông đang tiễn ai vậy? Thì cho cậu thử ra mình coi mà. Ủa cậu thử mà sao nãy giờ tôi hát không là sao? Thì cái chỗ này em phải hát dứt cái này thì cậu mới vô vòng cổ. Dạ chị ơi, cái đoạn này chị ca em mới vô vòng cổ được chị ơi. Thôi được rồi, thôi bây giờ tôi hát tắt nha. Chú ý là cậu chứ không phải là tôi. Rồi. Hát đi chị. Ráng đi em. Ngọt ngào gió bay em vào cơn làng gió bão xuyên ơi đây là giấc ngủ thần tiên dìu em về bên kia miền qua cò có trăng dài cô đơn có gió ngàn nước nở và có nỗi sầu tư dời dời nhớ thương về còn anh chưa biết mình rồi sẽ ra sao mất em rồi đời anh như trống trải ngoảnh mặt nhìn xa tôi chập trùng ngay những nẻo đường qua mang đầy kỷ niệm và dấu chân xưa còn in đậm giấc mơ. Hãy đưa em về ai nhang bao xuyên xây một năm mộ giữa biên cương để hồn anh sẽ theo em mãi mãi bao xuyên sơn ca xin vĩnh biệt bao xuyên ơi ngủ đi em ngàn thu không trở về ngủ cho quên ranh giới biên cương ngủ cho quên thù hận oán hờn anh sẽ đưa em về ai nhang ru em vào giấc ngủ thiên thu bao xuyên. Sốt hay quá. Trời ơi sốt quặc quá. Trời ơi chưa nghe tôi. Cái đoạn này em có nhớ còn ẩm lên nữa mới hay. Trời ơi cậu ơi. Cậu làm tôi tin ơi hả? Tôi hát lộn luôn. Được rồi. Nói chung á là ông bầu hả? Có tương lai. Tôi hứa tôi sẽ dìu dắt. Nhưng mà bây giờ nha, nghe tôi hỏi tên gì? Dạ em tên Bình. Bình gì? Dạ, người ta gọi em là Bình Lãng Tử. Nghệ sĩ Bình Lãng. Trời không được. Trời đất ơi, nghệ sĩ mà Bình Lãng là không có được rồi. Không được, để coi, tôi tính coi cái giờ. Tính cái gì hay đi chị. À, có rồi. Có hả chị? Nghệ sĩ Bình Trọng. Vậy là em được vô đoàn hả ông Bầu? Vô đoàn luôn. Chúc mừng anh. Bà con ơi, từ đây tôi theo gánh hát luôn rồi. Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức câu chuyện mang tên là Nghiệp Cầm Ca với phần dự thi của thí sinh Bình Trọng cùng với sự trợ diện của nghệ sĩ ưu tú Mỹ Hằng, nghệ sĩ Thanh Hồng và Võ Ngọc Tân. Dạ, một cái màu sắc rất là mới. Dạ, hỏi thăm chị Mỹ Hằng chút xíu nào. Giờ khán giả quen nhìn thấy hình ảnh của chị Mỹ Hằng trên sân khấu là đào thương, đào mùi, khóc. Rồi sao tự nhiên bữa nay tự nhiên tính cách rồi còn hề hước dữ vậy chị? Không giấu gì em với ban giám khảo với quý vị khán giả. Tự nhiên lúc rài tự nhiên cái giống như nó trẻ lại hay sao á. Cho nên là thì Mỹ Hằng chỉ biết là cố gắng hết sức mình để mà giúp cho Bình Trọng được hoàn thành cái vai diễn của mình cho nó toàn vẹn và cho nó cái điểm cao trong cái đêm hôm nay. Đó mà dạ.
Dạ, và cái vai diễn này của chị ngày hôm nay nó cũng là một cái nét rất là mới lạ với khán giả. Khán giả không phải chỉ bất ngờ vì cái hay của Bình Trọng khi mà hóa thân thành hình tượng của nghệ sĩ Minh Vương, mà còn rất là bất ngờ với một nghệ sĩ Mỹ Hằng rất là mới. Và hy vọng rằng trong những thời gian sắp tới thì chị Mỹ Hằng sẽ có những cái vai diễn mang những cái màu sắc mới và khác lạ như thế để mang đến cho quý vị khán giả nhé. Cảm ơn chị Mỹ Hằng và cảm ơn nghệ sĩ Thanh Hồng cùng với Võ Ngọc Tân. Dạ, cảm ơn chị. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nghe ý kiến từ các vị giám khảo. Xin mời giám khảo Thoại Mỹ ạ. Dạ, em kính chào anh Hai Minh Vương. Nói vậy chứ Thoại Mỹ chào Bình Trọng. Dạ. Bữa nay quá thân một cái vai của anh Hai Minh Vương và dám kêu bằng hy sinh từ mái tóc của mình nè, rồi bộ đồ coi như là hình thể là rất là giống anh Hai Minh Vương. Kịch bản thì đơn giản nhưng mà duyên dáng. Nhưng mà chị Mỹ hơi tiếc một điều là ca ít quá à, chưa có nghe đã. Nhưng mà qua cái tiết mục này thì em vẫn giữ được phong độ của em và có một cái sự tiến bộ từ hình dáng, từ cái cách ca. Lần đầu tiên diễn một kịch bản như vậy nhưng mà chị Mỹ cảm thấy em diễn rất là thoải mái, không có bị gò bó, không có gì hết trơn. Và rất là duyên dáng. Chị Mỹ chúc mừng em. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn giám khảo Tại Mỹ. Xin mời giám khảo Thanh Hằng. Chị chào em Bình Trọng. Dạ. Nhờ cái sự khám phá, những sự khai thác của đạo diễn Nguyễn Hữu Quốc cho nên là đã làm cho em có một cái nhân vật, một cái vai rất là dễ thương. Quá thân để làm một người nghệ sĩ mình thần tượng thì em đã làm tròn rồi. Chị chúc mừng em. Dạ. Cảm ơn em nhiều lắm. Dạ. Cảm ơn nghệ sĩ Thanh Hằng. Xin mời nghệ sĩ Kim Tử Long. Chú Hai Minh Vương là thần tượng của anh lúc nhỏ. Thì ngày hôm nay về mặt hình thể em giống chú Hai Minh Vương, nhưng mà cách thoại á thì vẫn chưa đạt. Em nghe kỹ chú Hai Minh Vương thoại. Chú Hai Minh Vương thoại rất là tỉnh bơ. Tỉnh nhưng mà cái trong cái tỉnh đó mà người ta nghe rất hài. Còn ca thì em vẫn là một cái giọng ca đầy nội lực. Nhưng mà ngày hôm nay đó, anh nghe em vẫn có một cái gì đó của Bình Trọng. Cái giọng của chú Hai đó, khi mà cất lên Hò Quế những cái rung nhẹ, những cái lấy hơi gió nhẹ, gọi là hơi sét nhẹ đó, rất là mùi luôn. Em mới được khoảng 92%. Ngược lại em được trọng điểm là em giống về hình thể nè, em giống về mái tóc nè, em giống về cách đi đứng nè, cũng lững thững như chú Hai trong vai này. Vì vậy cho nên anh có điểm cộng cho em về cái điều đó. Yeah. Chúc mừng em. Chúc Bình Trọng may mắn nha. Sao hương vị ở quê nhà. Dưa hấu gò trống gửi ngô biên qua, rượu bà điểm ném chua Thủ Đức, cam cái bè măng cũng lấy mỗi sầu riêng món ngọt biết bao nhiêu cô
cạn nắng chùi thôn bát ngát. Mùi nhang khói lặng trong tiếng phao, mấy cành mai nở rộ đón giao thừa. Vừa đến với phần thi của thí sinh Sơn Tùng qua bài Xuân Đức Khách với giọng ca, với hình tượng của nghệ sĩ Mỹ Châu. Em hát cái bài này em cảm nhận như thế nào? Sao mà em hát em tủi thân quá. Sao tủi vậy? Không biết sao tự nhiên em muốn nó rơi rơi nước mắt vậy đó. Một cái sự nỗi niềm cô đơn của một người tha hương, chị cảm thấy chị xúc động lắm. Chị xúc động vô cùng muốn rơi nước mắt luôn. Cảm ơn. Dạ. Có lẽ là bởi vì chị Thanh Hằng cũng đã từng có một khoảng thời gian sống ở nước ngoài, cho nên là khi nghe cái bài này chị dễ chạm vào cảm xúc của mình hơn, đúng không ạ? Nhìn thấy hình ảnh rồi thấy cái dáng của Tùng bước ra, cái chị cảm thấy nó trong cái mùa đông ở nước ngoài nó lạnh lẽo lắm em. Cho nên thấy vậy cái mình cảm thấy mình xúc động quá. Dạ, chị Hằng chắc cũng đã từng nhiều lần đi diễn cùng với cô Mỹ Châu phải không ạ? Có em, chị dạ. Rất là coi như là cùng với lại cô, là quay với cô rất là nhiều luôn. Và cô là bạn thân với của ba chị mà. Chị rất mê cô Năm mà là từ lúc mà chị còn nhỏ. Lúc đó chị ở nhà ngoại là mới có 9-10 tuổi thôi. Là mở cái cassette, băng cassette Tiêu Anh Phụng ra đó, là cô Năm đóng vai Tiêu Anh Phụng. Rồi em của chị là con Ngân Quỳnh. Hai chị em mới giành hát với giành vai, chị quýnh con Ngân Quỳnh. Tại vì chị đòi hát cái vai Tiêu Anh Phụng của vai của cô Năm mà. Dành hát mà người ta dành không lợi đánh người ta là sao? Thì đó làm chị rồi quánh miên hoài. Mê giọng ca cô Năm lắm, mà trong nhất là trong lòng câu. Trong cái lòng câu cô Năm thả phải nói tuyệt vời luôn em ơi. Mê lắm, nhưng mà chắc giọng chị nó không có thích hợp với lại cái giọng của cô Năm. Cho nên là chị không dám nữa chứ. Nhưng mà chị cũng len lén, chị cũng xen vô một hai chữ nào của cô Năm đó để chị đem về cho chị. Dạ, cảm ơn giám khảo Thành Hằng. Xin mời anh Kim Tư Long ạ. Ngày hôm nay thì anh rất là khen em, càng ngày em càng chỉnh chu về mặt ngoại hình. Cảm ơn anh. Em đẹp hơn, em mặc đồ và em chọn cho mình cái phục trang giống như cô Năm Mỹ Châu, gần đến 90%. Tóc tai là như chị Hằng đã nói. Khi mà em ca vòng đầu là anh nói, anh hỏi chị Mỹ Liên, trời ơi ai vậy? Nói Sơn Tùng là nó thôi, Sơn Tùng thì nói làm gì nữa. Nhưng mà về ngoại hình thì anh quá ngạc nhiên. Chị Mỹ Châu được mệnh danh là một giọng hát liêu trai. Vì vậy cho nên là cách em hát là giống như chị. Cách chị hát giống như là chị ru hồn người ta. Nghe không cần phải rỗn rãng đâu mà ngồi nghe. Nhưng mà khi mà nghe chị Mỹ Châu rồi á, là cứ nghe thấm từng chữ, chứ không phải từng câu nữa nha. Từng chữ của chị buông ra thì em có được cái lợi thế đó. Hy vọng rằng với nghệ sĩ Thần Tượng em sẽ được tỏa sáng với chương trình này, với một cái ngoại hình này, thì anh chắc rằng sau cái nghệ sĩ Thần Tượng em sẽ là một nhân tố
đặc biệt cho sân khấu cải lương. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn giám khảo Kim Tử Long. Dạ, xin mời từ ý kiến từ giám khảo tại Mỹ. Chị nghĩ là nếu chương trình này phát sóng ra, cô Năm dù là ở nước ngoài nhưng cô Năm xem thì chắc là cô Năm thích lắm, thương lắm và sẽ có rất là nhiều xúc động. Tại vì mọi người ai cũng công nhận là Sơn Tùng giống cô Năm Mỹ Châu, nhưng cô Năm gọi về cho Mỹ, con phải chỉnh Sơn Tùng lại. Cái câu xuống giọng cổ của cô Năm đừng cố tình như vậy mà phải thả cho nó nhẹ. Đúng đừng rồi. Có quặn xuống để làm cho nó giống, nó cường điệu quá thì nó sẽ không hay và nó sẽ không còn giống cô nữa. Đó, cô Năm chia sẻ cái điều đó. Mà em biết, một tài danh, một cây đa cây đề cho mình dù là một lời nhỏ thôi, em thấy rất là quý giá. Và những cái lời của cô Năm dặn dò chị Mỹ, chị Mỹ đã truyền đạt lại cho Sơn Tùng. Và hôm nay Sơn Tùng vô mấy câu giọng cổ từ đầu chương trình cho tới bây giờ thì là Sơn Tùng từng bước em tiến bộ và em thay đổi rất là rõ ràng. Cái cách nhắc nhở của Thoại Mỹ chị cũng để ý đó. Hôm trước thì chị cũng có dịp để hát chung cùng với lại Sơn Tùng. Thì Sơn Tùng có những cái xuống giọng cổ đó. Dạ. Em xuống giọng cổ, cái em rất là cố tình để cho xuống giống cô Mỹ Châu. Dạ. Nhưng mà có một cái là phải nói đây là một cái lời coi như là cô Mỹ Châu đã điện thoại để nhắc nhở Thoại Mỹ, nhắc lại cho Sơn Tùng. Đó là một cái điều đáng quý báu vô cùng luôn Tùng ơi. Giữ vững như thế này hoài để mà ghi sâu trong trái tim mình, để một cái ơn nghĩa của một người nghệ sĩ mà bậc tiền bối đã để lại cho mình. Chỉ nhắc nhẹ như thế nhắc thôi. Nhắc nhẹ nay, rồi chỉ nay cho Tùng ca lại đó. Để hôm nay khi mà Tùng xuống giọng cổ nó rất là tự nhiên, rất là nhẹ nhàng, rất không là còn lạ, bị cường điệu như là ngày khác xưa hơn nữa. Trước rất nhiều. Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn các vị trong ban giám khảo đã góp ý cho Tùng cũng như là những câu chuyện chia sẻ cho chúng ta hiểu rõ hơn về một người nghệ sĩ thần tượng, đó chính là nghệ sĩ Mỹ Châu. Cảm ơn các vị trong ban giám khảo và chúc mừng em đã hoàn thành phần thi của mình. Chỉ mình ta ngồi lặng ngắm sao rơi, tiếng tiêu sầu nức nở giữa đêm khuya. Mỹ nương có hiểu cho lòng người đau khổ, tiêu sầu dòng cung sâu. Có biết chăng cho lòng ta vẫn vương, mình ta giữa nơi cung vàng, nơi cung vàng mỹ nương có biết. Trời sao đài chi thân, khói tương tư hoài lòng của người cùng sống. Mỹ nương ơi, ai khiến xui cho đôi mình gặp gỡ, nay giờ này tôm nổi tương tư. Mỹ nương sao tình cứ nặng mang, mong ai chậm chờ giữa dòng sông đau xé tim.
mà chỉ để rồi chia ly vĩnh viễn. Ta không mơ cũng xuống, không dám yêu người ngọc nhưng tại trời cao xoay duyên lộn mối nên ngàn năm tầm khôi si tình. Ta muốn quên những hình bóng ai trong giấc ngủ cứ hiện về, khối u tình sẽ hòa vào dòng sông vắng để trọn đời ta vĩnh biệt tình ai. Cho đến bây giờ ta mới hiểu giữ tương tư là đến lúc tàn hơi kiệt sức. Tay rung rung nâng cây sao chúc, mượn gió chở đi cả tâm chân tình. Cây khúc tương tư xin rơi nơi cung vàng, lặng nguyện phòng và một chiếc liền đôi. Giờ này tương vàng mỹ nương có biển, có thương thân nhau vì đâu lỡ nhớ tơ duyên. Cho chẳng cũng mang thương sầu và tiêu buồn một khúc chiều vương. Mong xó đi tên nàng sao mãi đằng gió từ đâu thôi về bước ra, sông hải ôm ta như ôm thôi tuyệt tình. Nước hải cũng đi tiêu tiêu buồn bã, để trên đời này vắng bóng chung chi. Khúc từ từ biến thành tráng tình sự, trường chiều mấy năm xin chúc mừng Thanh Phương đã hoàn thành phần thi của mình với vai diễn Trường Chi. Trời ơi, quá trang vậy nó có làm cho mình cảm giác khó khi mình thể hiện không? Nó cứ ngứa nè. Bây giờ chúng ta sẽ nghe ý kiến từ các vị giám khảo. Xin mời giám khảo Kim Tử Long. Em vào cái nhân vật này nó rất phù hợp. Quá trang cho em á rất là khéo. Từ tóc nè, từ mặt nè rất là khéo. Còn đối với giọng hát á thì em có cái e giống anh Trọng Phúc. Cái hơi gió của Trọng Phúc là hơi gió bén cực kỳ. Còn em cũng là cái hơi gió đó, nhưng mà em có độ rung nhiều hơn. Và cái độ rung đó của em nó rất là lạ luôn, nhưng mà nó hay nha. Nhưng để nghệ sĩ thần tượng Trọng Phúc thì Trọng Phúc có cái đó. Nếu như em được vào vòng trong thì cái sở trường của mình giảm bớt lại, đẩy cái ưu điểm của anh Trọng Phúc lên, để làm sao em giống Trọng Phúc ít nhất cũng phải được 90%. Còn bây giờ mới được khoảng 80 ha. Chúc mừng em. Dạ, cảm ơn giám khảo Kim Tử Long. Xin mời giám khảo Thanh Hằng. Nhìn em đội cái nón lên, chị thấy rằng là hình như là cái khuôn mặt của Trọng Phúc cũng đâu đó đó, giống giống nhau đó. Và khi em cất giọng ca lên thì chị thấy rằng em có một cái sự gọi là cố gắng để giống cho anh Trọng Phúc. Trong cái chất giọng ca của em thì nó chỉ có nhẹ nhẹ, với lại cái nhấn của em á thì nó hơi tự tựa giống anh Trọng Phúc thôi. Mong rằng là nếu mà em còn trân quý và thần tượng nghệ sĩ mà em thần tượng nữa, ráng cố gắng nghe và học nhiều hơn nữa nha em. Dạ. Cảm ơn em rất nhiều. Dạ, cảm ơn chị Thanh Thằng. Xin mời giám khảo Thoại Mỹ. Chị thì cũng như các anh chị, khi mà đèn sáng lên á
thì nhìn em rất là giống anh Trọng Phúc. Chị xoay qua chị nói với anh Long, trời giống Phúc quá anh. Và hôm nay giọng ca của em thì như các anh chị nói đó, em xử lý em hơi nhiều. Em cũng có anh Trọng Phúc. Khi mà chị thấy cái chữ đó em thả xuống, chị thấy giống anh Trọng Phúc rồi, cái tự nhiên em run. Mà anh Phúc lại không có những cái đó. Ảnh ca rất là chắc chữ, cố gắng cái nào của anh Trọng Phúc đặc biệt hơn nữa để mà mình cất, để mà mình có sáng tạo nhiều hơn nữa trong chương trình Nghệ sĩ thần tượng mà mình đã đi nha. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo và một tràng pháo tay dành cho Thanh Phương. Trời
nỗi sầu tư dai dứt trọn đời. Chiều nắng tắt hạ vàng thôi yêu, mưa đượm buồn như đôi mắt của người thương. Hạ về nỗi nhớ miên man, tình cờ tao ngộ ngỡ ngàng như mơ. Phương còn lưu giữ dần thơ, vé sầu lát dòng bơ vơ điệu buồn. Lòng sầu năm tháng chưa mờ phai, bóng hình ai vẫn trong tim này nhung nhớ. Dãi bao mơ chưa thành, tiêu hắt cơn mưa buồn cho mình ngỡ ngàng gặp nhau. Em ơi nắng chưa còn trong tâm trí, chỉ tội cho nhau đòi tình không chung lối, đành xa nhau biển biệt tháng năm dài. Là kỷ niệm trọn đời công phai. Xa xa nắng ngả tuôn dài, chiều buồn hạ nhớ những ngày mơ qua. Thưa quý vị, ở phần thi hội ngộ này chúng ta vừa lắng nghe bài Tân Cổ Hạ Nhớ Chiều Mưa Qua của tác giả Tô Thiên Kiều với phần thể hiện của 4 thí sinh. Quá tuyệt vời phải không thưa quý vị? Một tiết mục khá là hấp dẫn. Khi vừa mới cất giọng lên để ngâm mấy câu đầu á, Thoại Mỹ nhận ra là cô Ba Thanh Nga, bạn Trân, còn bạn Mạnh nghe loáng thoáng cũng là cái cách ca của chú Thanh Sang. Còn bạn Quang thì cất giọng lên là nhận ra ngay từng chữ đó là nghệ sĩ Minh Cảnh, rất là giống luôn. Còn với bạn Phương Huệ, ca hay quá à, ngọt quá à, cái hơi rất là khỏe nhưng mà rất là giống luôn. Bình thường chị Mỹ nghĩ chắc ca cũng giống rồi phải không? Dạ chắc vậy quá. Chị hơi nói nó cũng giống, giống cũng nhẹ nhàng cũng dễ thương. Đặt tên Huệ nữa đó. Bữa nay lần đầu tiên Phương Huệ lên thi thành ra cũng hơi khớp. Vậy hả? Rồi cái tên Phương Huệ là tên thật của em hay là tại vì ái mộ chị Thanh Kim Huệ quá? Dạ không, tên Phương Huệ là tên của một người chị. Tên thật là tên Phương Hà. À vậy hả? Rồi nhưng mà ái mộ chị Huệ quá phải đặt Phương Huệ phải không? Dạ sau này có chú đó nói ca giống chị Thanh Kim Huệ quá, thôi ca đổi tên lại là Phương Huệ đi. Đúng, nhưng mà em ca giống thật. Giống cái thời điểm bây giờ hả chị? Là ca ngọt ngào và những cái luyến lái của chị Huệ.
từng cái xuống giọng cổ, rồi cái ngân, cái rung gì á, cái âm của em là hoàn toàn là thấy chị Huệ. Chị Mỹ chúc mừng bốn bạn nha. Dạ, cảm ơn ban giám khảo đã nhận ra bốn thần tượng mà các thí sinh ở đây lựa chọn, đó là nghệ sĩ Thanh Sang, nghệ sĩ Thanh Nga, nghệ sĩ Thanh Kim Huệ và nghệ sĩ Minh Cảnh. Cái điều đáng phục đây á là một cái bài ca rất mới. Những người nghệ sĩ thần tượng của các bạn chưa có ca, mà các bạn vừa cất lên tiếng ca là đã biết người thần tượng của các bạn là ai rồi. Xin cảm ơn, trân trọng rất nhiều. Cảm ơn ban giám khảo. Dạ, xin mời giám khảo Kim Tử Long tiếp lời ạ. Anh muốn hỏi Trân, tại sao em lại thần tượng cô Thanh Nga? Dạ, em thì đam mê cải lương. Tất cả những nghệ sĩ cải lương nào mà em nghe được và có những cái hay thì em đều muốn học hết. Nhưng mà riêng với nghệ sĩ Thanh Nga thì em có ấn tượng từ nhỏ, từ lúc em học mẫu giáo luôn, là ở nhà có suốt ngày cái mở cái băng cái Tuồng Nửa Đời Hương Phấn em nghe, rồi nó thấm vô máu của em. Khi mà em xuống giọng cổ á, cái ngân từ cái sang mà để qua xuống cái hò đó, thì anh mới nhận ra là em thần tượng Thanh Nga. Vì chỉ có một mình Thanh Nga mới xuống giọng cổ kiểu đó thôi. Chỉ khác có một điều là cô Thanh Nga ca nhẹ hơn em. Nhẹ nhưng mà phải rõ chữ nha. Vì vậy cho nên là nếu như em muốn hát giống cô Thanh Nga hơn nữa thì cái độ rung của em cần phải có nhiều hơn chút xíu. Và quan trọng hơn nữa là cái giọng cô Thanh Nga là phải liêu trai. Ca mà cái hồn của cổ như ru người ta đi vào trong cái bài hát đó, nếu như em có được một chút xíu đó nữa thì em sẽ giống. Còn Huệ thì tôi khỏi phải góp ý kiến. Tôi chỉ nói với lại Quang, một giọng hát nội lực. Nếu như cái giọng này mà khi mà mình ca nhẹ hơn một chút xíu nữa thì chắc chắn sẽ là Minh Cảnh hai. Hy vọng rằng khi mà Quang vào vòng trong hơn nữa đó thì mình sẽ tiết chế lại, đừng tung ra hết lực của mình mà phải nghe cho kỹ Minh Cảnh của những cái thập niên 70, 80 thì em mới là Minh Cảnh 2. Còn Mạnh phát huy rõ hơn Thanh Sang chút xíu nữa. Anh Thanh Sang ảnh ca, ảnh không có ca rỗn rã như người ta, nhưng khi mà ảnh cất giọng lên, cái hơi mũi của ảnh á, nghe là tự nhiên là biết ngay là Thanh Sang. Thì mình phải biết được cái điểm mạnh của anh Thanh Sang mà mình cố gắng mình nhấn vô cái đó ha. Chứ còn hồi nãy là vẫn nghe đó, nó chưa có rõ. Dạ, cảm ơn các vị ban giám khảo đã có những lời góp ý cho các thí sinh của chúng ta. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu về bản thân mình cho quý vị khán giả được biết nha. Đầu tiên xin mời anh ạ. Tôi tên là Hoàng Mạnh, sống tại Phố Hồ Chí Minh, Củ Chi. Dạ, công việc của anh là gì anh Mạnh? Mình phụ hồ thôi. Dạ, mình làm phụ hồ mà mình học các cái lương hồ nào mà mình ca hay vậy anh? Tại vì cũng hồi nhỏ cũng ở quê cũng làm ruộng đó, rồi cái tối ngày nghe băng của chú Thanh Sang ca không à. Dạ. Rồi cái đam mê. Và hôm nay mình đến với chương trình này là lần đầu tiên mình lên sân khấu luôn không ạ? Đúng rồi, cho nên bị rung. Dạ. Nhưng mà bây giờ mình đã bắt đầu làm quen rồi, thì ở cái phần thi sau anh cố gắng tự tin hơn anh nha. Dạ, cảm ơn. Xin mời Trân giới thiệu về mình nào. Dạ, chào ban giám khảo và khán giả. Em tên là Quỳnh Trân, em sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Và công việc hiện tại của em là kỹ thuật viên dây ấn huyệt tại spa chăm sóc sức khỏe. À, dây ấn huyệt. Em phát hiện ra là mình có cái làn hơi giống như cô Thanh Nga từ bao giờ? Dạ, lúc còn nhỏ khi mà em hát theo trong Tuồng Nửa Đời Hương Phấn thì có các chú các bác, những người lớn khen là giống. Thật sự thì em cảm thấy không giống, nhưng mà vì em yêu mến cô quá nên em ráng em tập. Yêu mến cô cho nên cố gắng tập và đến với chương trình Nghệ Sĩ Thần Tượng để thể hiện cái tình yêu đó với cô Thanh Nga. Dạ, tiếp theo xin mời chị Huệ ạ. Phương Huệ là quê ở Đồng Tháp. Hồi nhỏ có đi theo mấy cái đoàn ở dưới quê. Dạ. Sau năm 1994 đó là nghỉ hát tới bây giờ luôn. Vậy từ cái năm mà chị nghỉ hát đến giờ là vì cái lý do gì ạ? Và công việc sau đó của mình là gì thưa chị? Cũng đam mê lắm mà tại vì gia đình cũng khó khăn á, thành ra dạ, ra ngoài bươn chải. Dạ. Vậy sao chị lại quyết định đến với chương trình Nghệ Sĩ Thần Tượng ạ? Vẫn còn đam mê ca hát. Dạ. Thành ra muốn tham dự cuộc vui với mấy bạn ạ. Dạ, chị ơi, chị nói cái giọng không thôi nghe cũng giống cô Thanh Kim Huệ. Dạ, em cũng hy vọng rằng là sau chương trình này sẽ có nhiều cơ hội cho chị để chị quay trở lại với nghề nha. Bởi vì em nghĩ rằng với cái giọng hát này mà mình bỏ nghề thì nó rất là uổng đó chị. Cảm ơn đại nghĩa rất dạ nhiều. Rồi, xin mời bạn Quang giới thiệu nè. Dạ, xin kính chào. Tôi tên là Nguyễn Quang nhưng mà tên thật là Nguyễn Thế An, quê ở Bến Tre. Hồi xưa thích sư phụ Minh Cảnh ca lắm, nên lên đài tiếng nói hát cô Ngọc Mai la, cô Ngọc Mai nói là đừng có hát giống người ta. Nên từ từ cũng uống uống nhã nhã ra, nhưng mà
sư phụ vẫn mãi, sư phụ vẫn mãi đỉnh. Sư phụ mãi đỉnh. Và một tràng pháo tay nữa dành cho bốn thí sinh của ngày hôm nay. Thầy coi, thầy coi. Thầy coi lớn ngựa về rồi, sao lại còn đứng trên đồi ngó theo. Mưa rừng sương ngược đều hiu em ba. Tôi mong ước xa xôi
rừng quanh hiu. Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức phần dự thi của thí sinh Quỳnh Trân khi hóa thân thành nghệ sĩ Tú Thanh Nga với bài Tân Cổ Mưa Rừng. Em tập bài này lâu không Trân? Dạ, bài này thì thật ra cũng là bài tủ của em. Bài tủ luôn á hả? Và bình thường là mình có đi hát, đi diễn ở đâu với cái bài hát này chưa? Dạ, em không có đi diễn, nhưng mà lúc mà em ở nhà hát cho cha em đàn thì hát hoài, nhưng mà hôm nay đi thi thấy run. Và bây giờ mình nghe các anh chị trong ban giám khảo nhận xét nè. Xin mời giám khảo Thoại Mỹ ạ. À. Quỳnh Trân ca đó thì chị Mỹ thấy như vậy nè, Trân nói là bài tủ của Trân. Trân sắp nghiệp rất là hay luôn á, ca rất là tự tin luôn. Kỳ này á, không biết có phải là bận đồ vô rồi phải diễn cái ca đó của mình á, cái em bị phân tâm hay sao á, cho nên là em ít giống cô Thanh Nga bằng kỳ trước, mà chị Mỹ lại nghe có thêm cái âm của cô Bích Lan ở trong đó, cho nên là chị Mỹ hơi tiếc cho Trân một chút xíu thôi. Nhưng mà với Trân á, thì Trân diễn cái vai này thì so với Trân như vậy là quá giỏi, quá hay rồi. Mặc bộ đồ này lần đầu tiên phải không? Dạ em thích lắm luôn. Vậy hả, thích hả? Lát nữa là chị Mỹ xin cho em, tặng cho em luôn được không, em chịu không? Dạ cảm ơn chị Mỹ. Nha, chị Mỹ sẽ mua lại cái bộ đồ này để tặng cho Trân để làm kỷ niệm ha. Dạ. Quỳnh Trân ơi. Dạ. Hình như chị Thanh Hằng thấy em cũng có đeo cái gù nữa phải không? Có. Em thích không, chị mua chị gửi tặng em luôn. Dạ cảm ơn chị Hằng. Rất là dễ thương, rất là duyên dáng. Và chị cũng cảm ơn em bỏ công ra hết sức là nghiên cứu để thể hiện cái cách ca giống cô ba Thanh Nga. Bỏ nhịp hoặc là những cái ngân ngân. Kỳ này lại ít có bị rung hơn nha. Nhưng mà có cái rằng cái âm giọng của em nó lại không giống. Đó là em chỉ dùng cái kỹ thuật để ca, những cái kỹ thuật, những cái bỏ nhỏ hoặc những cái giọng gió, hay hoặc là những cái nhịp, hoặc là cái xuống giọng cổ, để ráng cố gắng giống cô ba Thanh Nga thôi. Rồi, rất là dễ thương. Dạ, dễ thương lắm. Cảm ơn giám khảo Thanh Thanh. Và xin mời ý kiến từ giám khảo Kim Tử Long. Tôi lúc nào cũng được nói chót. Hai chị tôi nói hết trơn. Trân ơi, anh rất là cảm động khi mà em hát cái bài hát này đó. Em diễn xuất cái vòng vòng. Em là người mà anh lắng nghe rất là kỹ luôn về cái giọng của em. Em ca nó chân phương. Và cái xuống giọng cổ của em hôm nay đúng là cái xuống của cô ba Thanh Nga đó. Chỉ có một mình cô ba Thanh Nga mới xuống được cái giọng cổ đó thôi. Em phải nghĩa là thần tượng của ba Thanh Nga lắm em mới ca được như vậy. Còn cái vấn đề mà cái trong lòng câu á thì như chị Thờ Mỹ đó, đúng là em cũng có hơi hớm của Máu Bạch Lan trong đó. Tại vì Máu Bạch Lan cũng là một cái giọng nó chân phương, giật cực kỳ, nó nhẹ bay bổng mà nghe nó rất là đầy. Đó là cái điều mà anh trân trọng em. Cảm ơn Quyền Trân đã đến với nghệ sĩ thần tượng. Lòng ơi, cảm ơn giám khảo. Em tặng bộ đồ, chị Hằng tặng cái gùi, anh tặng đôi dài. Rồi nhưng mà còn cái bông ở trên nữa kìa, cái bông ở trên với sợi dây. Rồi anh chị Mỹ tặng luôn. Ủa, anh em, mua luôn. Anh không? Tặng nguyên bộ luôn. Rồi. Dạ chị Mỹ ơi, cái bông này theo em biết nó đi chung với cái set đồ này là của chị luôn đó chị. Dạ. Dạ cảm ơn ban giám khảo và cảm ơn Quỳnh Trân nha. Bông áo môi gió cuốn rụng đầy trên sông, nhìn mây trời mong kẻ ly hương này đã quay về sao trong dạ não nề. Hồi chuông buồn từ xa vắng đưa, trong khói sương thêm tái tê hồn ta. Ngồi bên bờ nhìn qua lá rơi, cơn gió đưa theo nước sông buồn trôi. Năm xưa chỉ còn cội đá già, chớm vơ rổ bóng.
Gió đông ơi lòng ta đã ớn lạnh sao, gió đông còn thổi làm chi cho bông ô môi rủ cánh rung tới bờ. Người cũ giờ đây sao vắng già đâu rồi, mây lang thang bay về nơi vô định, sương khói nhạt nhòa qua thấm cũng buồn trôi. Mười năm rồi còn chi nữa em ơi, mình xa nhau mỗi kẻ một phương buồn. Tôi giang hồ đã mỏi gót bông sương, em ở đây bề khói lửa. Làm sao ngày tôi sang nhà em, ăn bát canh mồng tơi với nồi cơm gạo mới, rồi chia tay từ giả để lên đường. Em bơi xuồng ba lá tiễn đưa tôi tới tận đầu làng. Khi chia tay cả hai còn bình rình, nước mắt đôi dòng cứ ràng rủa trào tuôn. Về đi em lo rẫy bãi nương khoai, mình còn gặp gỡ khi thanh bình trở lại. Dù xa cách đầu non hay cuối bài, tôi dái dàng trời cho quê ngoại bình. Cú hồn. Thương quá à. Thở phào nhẹ nhõm hả em? Sao? Nói anh nghe coi cảm giác mình giờ thi xong thế sao nè. Cảm giác thì khỏe nhưng mà cũng vẫn còn run anh. Thi xong khỏe nhưng mà vẫn còn run. Em có thấy các vị giám khảo hỗ trợ mình không? Dạ có. À, rồi khán giả cũng cổ vũ cho mình quá trời luôn. Dạ. À, rồi nên là mình cứ tự tin nha. Xin mời các anh chị trong ban giám khảo ạ, mời chị Hằng. Trời ơi sao mà thấy đứt ruột vậy đó hả? Tại vì á, là một người nghệ sĩ như các anh chị ngồi trên này, chỉ là những người nghệ sĩ thôi mà các em đã yêu quý, mà các em đã đến đây để mang hết tất cả những gì mà cái bằng là cái gan dạ của các em để các em đứng lên trên sân khấu này, là cái đó là cái điều gọi là dũng cảm. Dũng cảm lắm luôn đó. Nên là em đứng em ca hết hai câu vòng cổ, em không tốt mồ hôi hột, mà dưới này ban giám khảo tốt mồ hôi hột hết. Phải nói thật là cảm ơn em rất là nhiều lắm. Dạ xin mời chị Thầy Mỹ ạ. À. Công nhận nhưng mà vô câu vòng cổ đã thiệt nha. Dạ yeah, dễ thương lắm. Vô câu vòng cổ chữ nào cũng giống chú Tấn Tài hết trơn á. Có nhiều nhiều khi là mình không biết nhịp á, thành ra là mình ca mình bị phân tâm. Chứ nếu mà em mà biết nhịp, chị nghĩ cái hơi của em nó đã ngọt, nó mùi rồi. Ừ. Mà giống nữa thì em sẽ ok lắm đó. Bây giờ có chịu không, ca lại mà không có đờn, để em vỗ từng chữ cho mấy anh chị nghe em và quý vị khán giả nghe đi. Nha. Em dạ, cho cô tư rồi đó. Em ơi, em bây giờ em cứ tưởng tượng như thế này nha. Ở đây đừng có nghĩ là khán giả gì trơn, đừng có ông đó. Em cứ tưởng tượng em đang ngồi ở một cái bờ sông nào đó, trong một buổi tối, tiếng ẩn ương nè, tiếng dế nè, bắt đầu em ca không thôi. Đó, tiếng dế kêu nè, tiếng dế kêu nữa tao. Ca tiếng dế kêu. Chấp cho anh thử coi nha. Rồi. Bông môi. Ca không cần đờn, ca không đờn nha. Thoải mái em luôn. Ca cho hay nha. Bờ nước năm xưa chỉ còn cội đá già, chớ vơ rượu bông. Xuất sắc. Gió đông ơi lòng ta đã ớn lạnh sao, gió đông còn thổi làm chi cho bông ô môi rủ cánh rung tới bời.
Hay quá. Tiếp luôn em. Cả tiếp luôn. Người cũ giờ đây đã vắng vàng lâu rồi, mây lang thang bay về nơi vô định, sương khói nhạt nhòa qua thấm cùng buông trôi. Hay quá. Giống ghê không? 10 năm rồi còn chi nữa em ơi. Nói diễn thấy chưa? Mình xa nhau môi kẽ một phương buồn. Tôi giang hồ đã mỏi gót phong sương, em ở đây dưới bốn bề khói lửa. Hay quá! Dạ xin mời anh Kim Tử Long cho ý kiến ạ. À, anh chỉ mong rằng em cố gắng làm sao, em đã có giọng rồi. Sau chương trình này dù có vào trong hay không, chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là em hãy về học, học nghiệp để sau này anh Thoại Mỹ hay Thanh Hằng hay hàng triệu khán giả sẽ nhìn thấy một thanh hiền chững chạc, chuyên nghiệp đứng trên sân khấu cải lương để hát một bài tân cổ thật là tuyệt vời với thần tượng Tấn Tài ha. Dạ, cảm ơn các anh chị trong ban giám khảo ạ. À, rồi bây giờ vào trong nghỉ ngơi chờ đợi kết quả nha. Sương bay bay nắng say nhạt nhòa không gian, dòng sông dài mênh mang nơi con thôn thập thoáng, sương chiều cho hoa lá tiêu điều, mái tranh nghèo còn vương khói lan, đôi cánh chim khuất trong hoàng hôn, mà bóng hình người nơi chốn xa sao mãi theo vẫn vương hồn ta. Trời ơi đôi chiếu Cà Mau vẫn vàng nguyên tươi thắm như mối tình đầu thơ mộng. Sao thân xác của em đã vùi chôn dưới đất lạnh quang tàn. Nước mắt từ đâu ràn rụa chảy đôi hàng, hình ảnh năm xưa với làng mỏi tươi thắm, chiếc áo bông hường gió lòng giữa chiều xuân. Tôi quay về trong giấc ngủ cô đơn, lòng thấp thầm những mong được ngày tới ngon, nhưng mộng ước đã hai lần tan vỡ, em đã ra đi ở giữa đổ xuân. Tiếng chuông buồn nơi Phật tử đêm ngân nga, sương buông lạnh trên đầu cây ngọn con. Thôi thì lần gặp gỡ với chút tình tri ngộ, một mối duyên hờ xin gửi lại có nhân. Lần trước đến em thì lỡ chuyến sang ngang, sau ngày trở lại em đã lìa cõi thế. Đôi chiếu tình chung sinh đắp lên nắng mồ, để kẻ ra đi được ấp ủ linh hồn. Em ơi tôi với em dù chưa biết tuổi quen tên, nhưng hình ảnh đó tôi cứ mãi tôn thờ trong tâm tường. Đêm đêm nhớ bóng thương hình, đôi chiếu chung tình xinh đắp bộ người yêu. Cảm
Cảm ơn Văn Toàn. Các vị trong ban giám khảo thấy phần thi của Văn Toàn hôm nay như thế nào ạ? Xin mời nghệ sĩ Thoại Mỹ. Trong cái bài ca này của em thi á, thì chị Mỹ không thấy của anh Trọng Phúc ở trong đây miếng nào hết trơn rồi á. Chị Mỹ nói vậy em có buồn không? Dạ không. Em từ xưa giờ chưa có ai góp ý em ạ. Bây giờ là chắc có lẽ là em yêu thích cái lương phải không? Rồi yêu thích thần tượng của mình đúng không? Cho nên em mới đến với cái chương trình nghệ sĩ thần tượng. Em thì có chất giọng nó cũng dễ thương, cũng ấm áp, cũng ngọt đó. Cố gắng học thêm chút nữa cho cái của mình, có cái hay riêng của mình. Rồi lúc đó mình có kinh nghiệm thì mình sẽ học thêm để thần tượng thêm cái người mà mình yêu thích. Thì mình học thì nó sẽ dễ hơn ha. Bây giờ thì em giống như tờ giấy trắng vậy, rất là khó cho em. Dạ, dạ cảm ơn giám khảo Thời Mỹ. Xin mời giám khảo Thanh Hằng ạ. Chị thay mặt cho anh Trọng Phúc cảm ơn em đã thần tượng anh Trọng Phúc rất là nhiều. Cảm ơn em rất nhiều luôn. Khi xem lại, rồi gia đình xem lại, em cảm thấy như thế nào? Dạ, sung sướng, hạnh phúc, mãn nguyện. Nhưng mà cái quá trình để mà mình trao luyện, mình trao dồi hơn nữa thì nó sẽ còn dài lắm. Nếu như cái niềm đam mê của em vẫn còn mang mãi trong trái tim em thì chị hy vọng rằng là em sẽ cố gắng để học hỏi nhiều hơn nữa. Có bao giờ mình nghĩ rằng mình sẽ làm cái công việc giống như mà mình đam mê, mình yêu thích này hay không? Mình sẽ là một nghệ sĩ không? Dạ, cũng thích. Cũng thích. Em cũng đi sao em nằm ngủ em thấy em đi đứng sân khấu em hát. Sau khi mà em đứng trên sân khấu này rồi, em có muốn rằng là mình sẽ tiếp tục để làm nghệ sĩ nữa không? Dạ, nếu vậy em phải nhờ chị Hai Thanh Hằng dìu dắt em. Nếu như em không ngại, em có thể ghé anh. Anh không dám hứa, nhưng anh sẽ cố gắng. Anh chỉ nhịp nhàng em, chỉ cách ca em, để em có thể em tiếp tục đến với chương trình nghệ sĩ thần tượng. Mà thần tượng của em không phải là Trọng Phúc, vì em không thể nào em ca được như Trọng Phúc. Mà có thể em về đi, em nghe băng, nghe đĩa của Út Hiền, giọng em có thể bắt chước được anh Út Hiền. Nhưng mà em bắt chước giọng của anh Trọng Phúc không được. Giọng anh Trọng Phúc là một giọng gió ấp o, và nó có trầm thì nó cũng trầm dễ sợ. Cái giọng đó là cái giọng trời cho rồi, mình không có bắt chước được. Nhưng cái âm của em á là cái âm của Út Hiền, em có thể em theo cái âm đó là em sẽ hát được. Và anh hứa là nếu như em shipper tới nhà anh nhiều ha, thì anh sẽ dành một chút thời giờ để anh chỉ em cách ca, cách nhịp của em, để là em sẽ tham gia chương trình nghệ sĩ thần tượng với một cái diện mạo khác. Còn hôm nay với cái bài Tình Anh Bán Chiếu này á, thì em ca tròn thôi, chứ còn nét giống Trọng Phúc thì chưa có một cái nét nào giống hết trơn. Dạ, em cảm ơn anh lâu. Gương mặt của em cũng giống Út Hiền hồi trẻ nữa. Anh chúc em sau cái chương trình này rồi á, thì em về em sẽ có một cái niềm tin, một cái đam mê trái bỏng nữa, để em có thể là em học tiếp tục nhịp nhàng nè, cách ca nè, để sau này một năm nữa em sẽ thực thụ là một nghệ sĩ cải lương. Dạ, cảm ơn các vị trong ban giám khảo. Cảm ơn em nha. Trời lạnh giá từng hồi cơn gió thổi, bông tuyết rơi, từng bông tuyết rơi rơi. Giống Minh Phụng vậy ta. Thu bơ vơ phiêu bạc xứ người. Minh Dương thương nhớ lắm quê nghèo mùa mưa. Chiều ở nơi đây trăng sáng quanh ta một vùng trời tuyết phù. Ôi mùa đông xứ người buồn ba cái lạnh từ đâu như băng giá linh hồn. Nhìn xa xa từng sợi nắng bài giả cổ hoài
lại quanh mình trơ trọi có ai đâu, thì ra tiếng hát vang lên từ tâm khảm như tiếng lòng của một kẻ tha hương. Giữa chiều đông buồn nhớ thương về quê cũ. Năm tháng chưa hề phôi phai. Trời ơi, dễ thương quá. Dễ thương quá. Như bụi rơi đi trắng xóa trong mơ, đôi mắt người thương như bồi hồi đưa tiền xứ lạ đón em là một vùng tuyết phủ đông lạnh từng cơn se sắc lệ thương. Phương Hằng. Mấy mươi năm đời tôi giả cơ cầu, đêm từng mùa đông buồn nơi đất khách, hồi quê mình mưa nắng mấy mùa qua, xuân của quê nhà trời đất đã trổ qua mà sao. Đường trần phiêu lãng bao ngày qua, phương trời xa nhớ thương quê nhà hiu hắt, tuyết rơi mỗi khi đông về, trong gió nghe nào nói về quê nhà ta. Đã mấy mùa đông mấy bận tuyết rơi, mấy mùa mong đời lòng băng khoăn nỗi niềm hoài, giọng cô hương ơi sao cách biệt muôn trùng. Ngày lặng đêm nghe gió lặng náo lòng, chỉ thấy bơ vơ nỗi niềm trong lòng ta ở phương này mà hồn vơ gì đâu. Nhớ mưa đầu mùa tắm mát giữa dòng sông, nhớ nắng hạ chói chang ta gặt lúa trên đồng, mà bây giờ hình ảnh đó xa xôi, đợi mùa đông qua xuôi giá buốt tâm hồn. Diễn diễn quá, diễn cũng giống thôi nha. Mùa đông bông tuyết rơi rơi, ta nghe trong gió từng lời thương nhớ, nỗi lòng một kẻ tha hương, nhìn bông tuyết rụng mà ngỡ như mưa ở quê nhà. Ra chợ trên cây theo gió rụng đa đa, hỏi người đi và hỏi người ở lại, hai phương trời có
người có thấy mùa cưng đang mời rồi. Quê hương và em vẫn ngóng trông dời dời một người đi hò hẹn lúc tương phùng. Gió đông thôi lặng thơ bài nhớ cho người như lời thề năm xưa. Cố hương thương mấy cho vừa đông qua tương lại sao người chưa quay về. Wow. Xinh quá à, chị ơi. Dạ thưa quý vị, chúng ta vừa đến với phần thi hội ngộ 4 thí sinh của ngày hôm nay. Ban giám khảo cảm thấy như thế nào khi chúng ta vừa đến với cái phần hội ngộ này? Chị cảm động quá à. Thì mỗi một nhân vật mang máng một cái hình ảnh của một người nghệ sĩ, của một bậc tiền bối đã hiện lên. Phải nói thật sự rằng là ở dưới này ba vị giám khảo chúng tôi ngồi đây xúc động lắm. Dạ, đó là cảm xúc của ban giám khảo. Còn bây giờ trước khi để ban giám khảo đoán xem những thần tượng mà họ hóa thân là ai thì các bạn hãy giới thiệu qua một chút về mình nha. Xin kính chào ban giám khảo, kính chào MC Đại Nghĩa và quý khán giả xem đài. Tôi tên là Lưu Phước Quang, quê ở Cần Thơ. Phước Quang quê ở Cần Thơ, công việc hiện nay của mình là gì vậy Quang? Dạ, bây giờ là kế toán. Đó là Phước Quang. Xin mời thí sinh thứ hai. Mình tên là Hoàng Nhân, quê ở Cái Lậy, Tiền Giang. Công việc hiện tại của Nhân là gì? Dạ, hiện tại Hoàng Nhân đang làm công việc làm vườn trồng sầu riêng. Làm vườn trồng sầu riêng. Rồi bữa nay lên đây có mang trái nào theo không? Này đi gấp quá rồi không có mang theo. Đợt sau đi Đại Nghĩa ơi. Rồi, đợt sau nghe nếu như mình còn vào tiếp vòng trong. Vậy chứ nào giờ mình có đến với một cái sân khấu nào lớn như thế này chưa? Dạ, chưa. Chưa. Thành ra còn hồi hộp. Cho nên cảm xúc của mình thế nào? Cũng hơi hồi hộp luôn nhưng mà rất là vui. Cảm ơn Hoàng Nhân. Tiếp theo mời em gái xinh đẹp nè. Con tên là Hoàng Thị Hồng Yến. Và con đến từ vùng đất An Giang. Yến năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 16. Trời ơi. Mình biết là mình hát cải lương hay. Và mình yêu thích cái bộ môn này từ năm mình bao nhiêu tuổi? Dạ từ năm con 3-4 tuổi là con đã đam mê. 3-4 tuổi thôi, lúc đó mình còn nhỏ quá, còn đang bập bẹ nói luôn đó. Sao mình đã đam mê cải lương rồi? Nhà có ai hát cải lương không? Dạ không, nhà con thì chỉ có 3 con đàn. Thì lúc nhỏ là con đã đi theo ba con đi hát luôn. Rồi, cảm ơn con. Đây, cái nhân vật này làm mọi người ngỡ ngàng, sửng sốt khi mà bạn ấy cất tiếng hát lên. Giới thiệu về mình đi nào. Dạ, lời nói đầu tiên thì cho phép con là Nhật Anh Dương xin kính chào ban giám khảo và quý khán giả xem đài, lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Dễ cương như sợ. Cái gì Dương nè? Dạ, Nhật Anh Dương. Nhật Anh Dương. Nhật Anh Dương sống ở đâu và công việc hiện nay là gì? Dạ con đến từ ngã 7 của Hậu Giang. Và công việc hiện nay của con là lúc trước á, thì là con ở nhà phụ mẹ này nọ kia. Và bây giờ con được giống như cô chú thương có kêu con đi hát ở đâu con hát ở đó. Là mình cũng đi hát ở dưới quê của mình thôi phải không Dương? Dạ dạ đúng rồi ạ. Có tham gia cuộc thi nào chưa? Dạ chưa. À bình thường là cái giọng nói mình dày luôn á hả? Dạ đúng rồi. À đến nay là nhiêu tuổi rồi Dương? Dạ năm nay con 22 tuổi. Năm nay 22 tuổi và có một cái giọng hát rất là đặc biệt luôn nha. Dạ đó là một cái phần giới thiệu sơ qua về các bạn thí sinh đến tham gia chương trình ngày hôm nay. Vậy thì bây giờ đến cái phần thử thách dành cho ban giám khảo. Mời ban giám khảo đoán các bạn thí sinh của chúng ta hôm nay hóa thân thành những thần tượng nào ạ? Chị hai em nói trước hay chị? Một thí sinh Lưu Phước Quang. À, khi nãy mà đèn chưa sáng lên là nghe em cất giọng hát lên rồi là ban giám khảo ngồi ở đây và khán giả cũng ngồi ở đây cũng lắng tai nghe thì thoang thoáng ở đâu có đó là tiếng của nghệ sĩ ưu tú Minh Phụng. Dạ thưa phải. Nghe cái chữ phải thôi cũng giống nữa. Phải, dạ. Én cái chữ. Tắt đèn rồi, nghe là tưởng đâu nghe trong cái băng cassette là cái tiếng của chú Minh Phụng là rõ ràng luôn vậy. Dạ. Đó. Còn với Hoàng Nhân thì rất là giống anh hai Minh Dương, rất là giống, giống nghệ sĩ Minh Dương. Có phải giống Hoàng Nhân? Dạ đúng ạ. Dạ hai người đầu tiên là chị Hằng đoán chính xác rồi đó. Bây giờ hai người còn lại nè, mời chị thêm ý. Bé Yến ơi, khi mà bé Yến vô câu vòng cổ đó thì chị Mỹ nhận ra cái rơ ca của chị Phượng Hằng. Chị Mỹ nhận ra, không biết quý vị có thấy đúng như vậy không ạ? Dạ đúng rồi. Chính xác, dạ. Em Dương, trời ơi, sao không tưởng tượng luôn. Dạ,
ghét quá à. Phải nói là vừa cất giọng lên là chị Mỹ ngồi không được, phải đứng luôn. Giống gì mà giống dễ sợ. Từ cái diễn, từ cái đưa tay đồ này kia nọ, diễn cũng giống chị Thanh Kim Huệ luôn hả anh chị ha? Giống gì mà giống dữ vậy? Bộ coi chị Huệ nhiều lắm hả? Dạ thì con cũng xin chia sẻ luôn là con sinh ra đó, con không được may mắn như mọi người. Thì lúc nhỏ là mắt con đã bị mù hoàn toàn. Con nghe cô hát đi lại. Rồi khi mà con thấy được ánh sáng á, cái con cũng có hát bập bẹ bập bẹ. Cái nhiều cô chú nói á, là con hát cái tiếng rất giống cô Thanh Kim Huệ, con nên hát vọng cổ đi. Rồi cái con hát từ từ từ, nghe cô hát từ 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 từ, rồi cái thấm vô máu hồi nào con cũng không hay. Con đứng trên sân khấu này, đây là lần đầu tiên của con phải không? Dạ đúng rồi, đây là lần đầu tiên con đứng trên sân khấu lớn như vậy ạ. Cũng rung lắm. Cái cưng dễ sợ nói chưa? Nói cái tiếng trả lời cũng y chang chị Huệ à. Ngày hôm nay chúng ta rất là bất ngờ với cái phần hóa thân này. Khi mà đèn còn tắt nha, các bạn kia hát, bạn này vẫn diễn say mê, vẫn đắm đuối. Vẫn đắm đuối mặc dù không ai thấy mặt mình cả. Lấy cảm xúc vẫn đắm đuối. Và mình thấy rằng cái tình yêu nghề của bạn rất là mãnh liệt. Dạ, đó là cái phần dự đoán của hai vị giám khảo về bốn bạn thí sinh hoàn toàn chính xác. Một tràng pháo tay dành cho hai vị giám khảo Thanh Thằng và Thoại Mỹ. Bây giờ thì em nhờ anh Kim Tử Long phân tích nhiều hơn một tí cho các bạn, để các bạn có thể thấy rõ rằng là mình còn thiếu sót cái điểm gì, hoặc là cái điểm nào mà các bạn đã làm được để tiếp tục phát huy. Xin mời giám khảo Kim Tử Long. Trước tiên là cho Kim Tử Long chào bốn thí sinh, và cho Kim Tử Long được nói cái người nhỏ tuổi nhất, Hồng Yến. Con là một giọng hát hiếm, con là một nhân tố rất đẹp cho sân khấu cải lương về sắc vóc, về khuôn mặt. Và hôm nay con thể hiện Phượng Hằng á, thì là chú nhìn con giống như Phượng Hằng cách nay khoảng chừng 30 năm về trước. Phượng Hằng cũng như vậy, nhỏ nhắn như vậy, tóc cũng để như vậy, mặt mày cũng như vậy đó. Rất 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 là giống Phượng Hằng ngày xưa, hồi lúc còn nhỏ. Còn giọng của con, như khi con cất giọng lên thì vô giọng cổ đó, nghe nó có những chữ giống Phượng Hằng, nhưng cái chất của con không phải là 100% là cô Phượng Hằng. Nếu như con được lọt vào vòng trong thì con hãy nghe kỹ cô Phượng Hằng hơn. Anh Quang, tôi nói thiệt, tôi ái mộ, tôi cũng thần tượng Minh Phụng lắm, mà tôi không ngờ anh sao mà anh ca giống Minh Phụng quá trời quá đất. Còn với lại Nhân á, thì hôm nay thì anh không biết là em có sức khỏe em như thế nào, nhưng mà là em hát với giọng Minh Dương thì cũng chưa có phải là giống. Nó có một cái chất giọng riêng của em. Chứ còn nếu mà nói giống về chú Hai Minh Dương thì nó chỉ mới có được khoảng chừng 50% thôi. Dương ơi, anh rất là ngưỡng mộ em nha. Rất là ngưỡng mộ em. Thứ nhất anh ngưỡng mộ em là tâm hồn em rất lãng mạn. Lãng mạn đây không phải là lãng mạn về tình cảm, mà lãng mạn trong nghệ thuật. Là trong bóng đêm em vẫn diễn, mà em diễn một cách gọi là say mê đó. Không có cần biết là xung quanh mình là ai cả. Sâu luôn. Mình chỉ biết rằng mình đang thả hồn vào cảm xúc lãng mạn của một cái bài hát. Đó là cái điểm mà cần nhất của một người nghệ sĩ mà em đang có. Rồi anh chúc mừng em là em có một cái làn hơi giống như chị Thanh Kim Huệ. Nếu như em vào vòng trong nữa, hãy cố gắng lên, ngọt hơn, mềm hơn. Một cái nữa là anh nhắc cho em, chị Thanh Kim Huệ chỉ có xuống cái như nãy của em giọng cổ. Chị Thanh Kim Huệ ít có như vậy lắm. Lâu lâu mới có một lần chỉ ca được như vậy thôi. Chứ còn thường là chỉ ca xuống giọng cổ ngọt thôi. Chị không có quặn xuống cái đó. Mà nãy em có quặn. Cái quặn là cái gì anh Long có thể nói rõ hơn cho bạn hiểu, cũng như là khán giả cái, hiểu không ạ? Cái cầu, cái bắt cầu đầu mà cái cầu đi xuống xuống đó. Và bây giờ Dương hát lại cái câu giọng cổ đó thôi, để mình có thể hiểu rõ hơn những cái lời phân tích của giám khảo Kim Tử Long, để mình rút kinh nghiệm nha. Dạ, dạ con xin phép hát nha. Đó, trời ơi, nó dễ thương gì đó. Cưng quá trời. Đông bông tuyết rơi rơi, ta nghe trong gió từng lời thương nhớ. Đúng rồi đó, tiếp. Nói lòng một kẻ tha hương, nhìn bông tuyết rụng mà ngỡ như mưa ở quê. Đó, ừ, là phải hả? Không, Quệ cũng có lâu như vậy thì lâu lâu thôi à. Lâu. 10 bài á thì chỉ mới có một câu như vậy thôi. Còn cái chính của chị á là không có cao quặng như vậy. Thì chính vì Dương nó tìm được 10 bài mà có một bài Dương nó mới lấy cái mà bài em đó nói anh nghe. Đúng không? Cái quặng đó mới là khó đó. Dạ. Nhưng mà
Anh mong rằng em vào trong đó, em phải lấy những cái gì chính của chị. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo đã có những lời nhận xét và những lời góp ý cho các thí sinh của chúng ta ngay vòng thi đầu tiên này. Giờ bốn thí sinh mình còn rung không? Dạ hết rung rồi. Yến sao nè con? Dạ, dạ còn. Vẫn còn luôn hả? Bây giờ phải làm sao cho con hết rung? Cho con đi vô. Cho con vô. Cho con vô bên trong đó, phải không? Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ dành cho các thí sinh một vài phút để họ chuẩn bị cho cái phần thi quan trọng tiếp theo là cái phần song ca nha. Mời các bạn. Bộ chiều nay đi hả? Chiều tôi đi. Bộ ở trển vui lắm hả? Đối với tôi á, không có đâu vui bằng ở đây. Không chốn nào đẹp bằng chốn này. Mỗi ngày được gặp Lan, được nói chuyện với Lan, trong lòng tôi vui lắm. Nhưng vì tương lai của tôi, tương lai của chúng ta sau này, nên tôi phải tạm xa Lan. Nên Lan đừng có buồn, Lan cũng phải vui lên để tôi an lòng mà. Tôi đâu có buồn, tôi vui lắm chứ. Người ta đi lo cái chuyện công danh mà tôi cản chi. Mà điều người ta đi rồi chắc cái nhà này buồn lắm. Một năm 12 tháng dài đắng đẵng, người ta chỉ chờ đợi mấy tháng hè. Mỗi khi thấy trời bắt đầu lất phất hạt mưa, mẹ con ghé nhỏ kêu rên trên ngọn me tây ngoài nhà biên. Trời đất thì buồn như vậy đó, mà lòng vui không kể. Người ta này sắp gặp lại người ta đó sao gần một năm xa cách mong chờ. Gặp mặt thì không biết nói chuyện chi, mà xa thì trong giá bồi hồi. Thì ở gần đây á, nhưng cả ngày cũng không có thấy mặt. Người ta có mặt ở nhà nên trong lòng tôi không có thắc mắc âu lo. Chiều nay người ta lại phải đi xa, tôi bỗng thấy buồn thấy nhớ. Chiều chiều ra mắt cũng vẫn hơn con đò nho nhài mấy lửa sáng sân sâu hồng. Đó đến giờ có bao giờ mình gặp nhau hoài đâu. À mà có, hồi nhỏ xíu thì có. Phải rồi, hồi đó mình còn nhỏ xíu chưa biết gì, không biết người ta có quên hay không. Chứ tôi thì tôi vẫn nhớ. Nhớ mỗi lần hai đứa trong nhà đi tắm sông hái ổi, về nhà bị đòn á, rồi người ta chịu tội thế cho tôi. Mới có rạng rạng đây chứ có xa xôi gì lầm đâu. Rồi người ta lớn lên, người ta ra tình thông. Thiên hạ thường nói xa lòng cách mặt, tôi thì không ngại gì cái chuyện thay lòng đổi dạ lúc xa nhau. Nhưng thường thì con vé sầu nó bắt đầu ngưng. Bà ngoài sân rơi lác đác, người ta mới lại đi cho kịp buổi tiêu trường. Nhưng lần này á, người ta về rồi lại đi vội vàng. Tôi bỗng thấy buồn thấy lo, sợ mong luôn, sợ đưa người như đưa sao sang sông. Biết đâu rồi Lan nè. Thôi, tôi hết buồn rồi. Đi lên trển. Nhớ gõ giấy thép về cho cho bác gái hay hả? Tôi biết rồi. Thôi tôi đi nghe. Ừ,
đi mạnh giỏi ha. Lan không có buồn nữa nghe. Không, tôi không có buồn, tôi vui rồi, tôi không có buồn. Đi mạnh giỏi ha. Anh đi. Lan ơi. Anh đi ơi. Lan ơi. Lan ơi, Lan, thôi đừng có nói gì nữa hết á. Hồi nãy giờ ở ngoài này tôi đã nghe hết rồi. Ông thấy tôi đang khóc đây sao? Mà nước mắt tôi tươi bây giờ có nghĩa lý gì đâu, có ăn nhầm gì tới ai nữa đâu. Lan ơi, đối với Lan tôi là người bạc nghĩa, đối với bác Tú bên già tôi là kẻ trong ân. Nhưng tôi xin Lan, Lan hãy hiểu và đừng giận, đừng hận tôi nghe Lan. Không, tôi không có giận, có hờn, có trách móc ai đâu. Ông còn bao lâu nữa là tới ngày rước dâu. Có vợ rồi nên tử tế với người ta, vì đời người con gái một lần gian vợ là cả đời sầu khổ. Không biết tôi nói tôi có qua bên này đi phụ giúp một tay, hay là thôi ở bên nhà một mình rồi tôi khóc. Khóc mừng cho người ta trăm năm hạnh phúc, khóc cho tôi sau duyên phận bé bàng. Nước đã xoay dòng sao tìm đông mang ngang, mà đám lúc mình còn trôi vàng lắm đông. Đâu có ai đưa con sao sang sông, mà sao cùng số lòng bay xa. Lan ơi, Lan đừng. Tôi biết cái thân phận của tôi là nó như vậy đó, nên cứ hãy mỗi lần đón người ta về rồi một lần nàng tiễn người ta đi mà tìm. Nhưng lần này chết, chắc ông bao giờ về như tôi được nữa. Anh đừng nói gì nữa hết à. Anh hãy đi đi. Anh hãy đi đi. Lan mà Lan, Lan Lan ơi, Lan ơi. Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức trích đoạn Lan và Điệp với phần dự thi của chị Phương Huệ và phần trợ diễn của Võ Ngọc Tân. Ngày hôm nay đóng cây lương luôn Tân hả? Dạ, nhưng mà đâu được ca đâu. Vậy chứ nếu cho em ca được không? Dạ không. Cảm ơn Võ Ngọc Tân rất là nhiều để hỗ trợ cho chị Phương Huệ trong tiết mục này nha. Cảm ơn em. Và bây giờ thì xin mời ý kiến từ các vị giám khảo. Xin mời giám khảo chị Thoại Mỹ ạ. Thấy cưng quá à. Hôm nay một lần nữa Phương Huệ lại thể hiện nhân vật của chị Thanh Kim Huệ. Mà cái vai này nhiều thế hệ rồi, ai cũng biết đến trích đoạn này và cái bài ca này. Huệ cũng chỉnh chu trong bộ trang phục của mình, tóc tai cũng thể hiện ra đúng cô Lan. Ca thì bữa nay Phương Huệ lấy lại phong độ, cho nên ca rất là giống, giống lắm luôn á. Từng cái hò, rồi từng những cái chữ nhấn nhá của chị Huệ, rồi những cái nói hớt 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 lên vậy đó, rất là giống, xuất sắc. Cảm ơn em. Dạ, cảm ơn chị Tề Mỹ ạ.
Xin mời giám khảo Thanh Hằng. Thì ghi vào trong này nè, ca tốt quá, diễn cũng tốt nữa. Dạ, vậy thôi. Hôm nay em cũng vẫn giữ một cái phong độ đó, rất là tròn cái nhân vật của Giai Lan này. Cảm ơn Phương Huệ rất nhiều nha em. Dạ, em cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn chị Thanh Hằng. Xin mời giám khảo Kim Tử Long. Thể hiện cái vai của chị Huệ đó, từ nãy ai cũng khen rồi, anh không cần phải khen nữa. Dạ. Nhưng mà anh chỉ góp ý những cái còn sót lại để mà mình có thể tiến vào vòng trong mình diễn hay hơn nữa đó. Là chị Huệ chỉ phát âm mà chỉ nói đó bằng hơi thở, chứ không phải dạ, bằng giọng từ lực mà đưa ra. Chắc có lẽ là hôm nay Huệ mệt. Như anh đã nói đó, khi người ta mệt đó, thì người ta sẽ dùng lực để người ta chống đối lại cái mệt đó. Dạ đúng rồi. Chính như cái điều đó mà anh muốn nói là Phương Huệ cố gắng giữ sức khỏe. Để dạ, nếu như sau này mà được vô vòng trong đó thì em diễn những cái vai của chị Huệ đó, là cần phải nói nhẹ và thỏ thẻ. Hôm nay nếu mà để gọi là ca hay đó, thì mới được 7-8 thôi. Dạ. Huệ có thể Huệ ca hay hơn thêm 3 phần nữa. Dạ. Dạ cảm ơn ban giám khảo và chúc mừng chị Phương Huệ. Qua bởi làng phấn son còn in rõ trên đôi má vàng phong trần. Người đã giác ngộ hay dần vương ở trần, người đi tu vì chán mùi trung đình và cảm thấy cuộc đời là hư thầm rành sâu, hay là vì một phút giận hờn ghen tức khổ đau tình nữ mới toàn mượn cửa am thiền để chôn lấp mạch sầu thương và phôi pha nỗi niềm đau khổ. Từ khi còn đỡ em nhau tình nữ ơi, còn tuổi thân còn đau khổ thì lòng giả còn nắng đỡ trần ai. Đây là cửa âm thiền vẫn mở rộng cho người đời chuông mỏ công phu giàu chốn này không thank you.
hai tay ngước nhìn lên Phật tổ mà đôi mắt còn đầm đìa những giọt thu ba. Nam mô A Di Đà Phật, đây cũng là một nạn nhân của lục dục thất tình. Một tâm sự trái ngang, một đoạn đường bi thảm. Tin nữ ơi, người ta thường bảo rằng thời gian là liều thuốc quý. Vậy tin nữ hãy trở về đi, hãy ráng phấn đấu để vượt qua bao nhiêu trở lực. Vì có sống trong gian khổ thì ta mới tìm ra được lẽ sống của con người. Dạ thưa quý vị, thí sinh Văn Bến vừa mới hoàn thành phần thi của mình với một bài tân cổ mà với cái giọng hát của nghệ sĩ Minh Cảnh. Xin mời ý kiến từ các vị giám khảo ạ. Xin mời nghệ sĩ Kim Tử Long. Anh Bến ơi, trước tiên là em rất là cảm ơn anh đã đến với chương trình Nghệ Sĩ Thần Tượng. Anh là một giọng hát, không phải là anh không thể hiện được hết khả năng của anh, mà em biết được hôm nay anh sức khỏe anh không có tốt. Và đặc biệt hơn nữa là em cảm ơn anh đã giữ luôn cả một cái cách hát của danh ca Minh Cảnh. Vì nếu mà hát cái bài này mà hát mà kiểu dạng mà nhịp bình thường á, nhịp đôi bình thường thì nó quá dễ rồi. Nhưng mà anh lại ngược lại, anh lại quyết tâm anh hát giống theo cái nhịp của anh Hai Minh Cảnh. Nhưng mà em nói cho anh biết, đó là một con dao hai lưỡi. Nếu chúng ta hát đúng theo cái nhịp đó và thả hồn vào trong cái bài ca thì nó sẽ rất là tuyệt vời, nếu đúng nhịp. Còn nếu như chúng ta hát theo cái nhịp đó mà chúng ta không giữ được nhịp thì nó sẽ loạn choạng ngay lập tức. Đó, thì thấy rõ ràng là anh bị loạn choạng trong nhịp. Nhưng cách ca của anh là chính xác, là cách ca của danh ca Minh Cảnh. Em không biết là hai cái người ban giám khảo hai bên của em như thế nào, nhưng đối với em thì em là người luôn luôn ủng hộ anh. Cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn giám khảo Kim Tử Long. Xin mời giám khảo Thanh Hằng. Thanh Hằng cũng là người luôn luôn ủng hộ anh. Phải nói trân trọng cảm ơn tất cả quý thí sinh rất là nhiều. Phải nói là anh đến đúng với cái tinh thần là thần tượng. Thần tượng một nghệ sĩ. Và không biết anh có rung không? Anh có rung không anh Bến? Cũng hồi hộp. Cũng hồi hộp lắm hả? Em nghĩ chắc là đến với một cái sân khấu lớn như vậy anh rung là đúng rồi. Nhưng mà em vẫn luôn ủng hộ anh với cái tinh thần của anh. Mặc dù là như anh Long đã nói rồi, anh cố tình anh ca cho đúng nhịp luôn, nhưng mà tại vì mình chưa cứng á, mà mình ca như vậy nó sẽ thành con dao hai lưỡi, cho nên anh loạn choạng. Nhưng mà trong cái loạn choạng đó, mọi người chúng em nhìn thấy được cái cố gắng hết sức của anh rồi. Cho nên là tán thưởng anh với cái tinh thần của anh đến với chương trình Nghệ Sĩ Thần Tượng. Dạ, cảm ơn các vị trong ban giám khảo. Dạ, và chúc mừng chú cũng đã hoàn thành phần thi của mình nha.